xem ngày tốt xấu tháng 4 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chọn ngày tốt xấu tháng 4 âm lịch năm 2021 của kênh Phong thủy Gia Cát. Được sự đồng ý của thầy Gia Cát, hôm nay chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong việc chọn ra những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch này có những ngày nào tốt, những ngày nào xấu cần phải kiêng kỵ. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, để việc chọn ngày được dễ dàng và chính xác nhất, kênh Phong thủy Gia Cát đã làm bảng tổng hợp như trên màn hình mà quý vị đang theo dõi. Bảng chọn ngày của kênh Phong thủy Gia Cát gồm có 12 cung tương ứng với các ngày Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Trong mỗi ngày đều có nạp âm ngũ hành của thiên can và địa chi để quý vị tiện theo dõi. Những ngày tốt, xấu đều được chúng tôi chọn màu sắc riêng theo từng ngày để quý vị theo dõi tránh nhầm lẫn. Chúng ta cùng bắt đầu lựa chọn ngày tốt trong video ngày hôm nay. Như quý vị đã biết, không phải ngẫu nhiên mà việc chọn ngày tốt xấu lại được rất nhiều người quan tâm. Hiện tại, trên mạng xã hội, trên thị trường xuất hiện rất nhiều phương pháp xem ngày khác nhau. Và khi so sánh việc chọn ngày giữa các trường phái hoặc các tài liệu khác nhau thì hầu hết sẽ bị xung đột với nhau rất nhiều. Vậy nên đôi khi quý vị sẽ bị hoang mang tột độ, mất định hướng và không biết tin tưởng vào đâu để chọn cho mình một ngày tốt. Kênh Phong thủy Gia Cát may mắn được thầy Gia Cát, trưởng môn của Cửu Thiên Thiên Tôn, đạo giáo ở núi Nga Mi tư vấn và cung cấp những tài liệu chuẩn để đồng hành cùng quý vị trong việc lựa chọn ngày tốt xấu để làm việc như động thổ làm nhà, nhập trạch, khai trương, cưới hỏi, an táng, bốc mộ, bốc bát hương, cầu tài, cầu phúc, tế lễ. Thầy Gia Cát đã sử dụng những tài liệu cát trạch hàng đầu của đạo giáo được lưu hành nội bộ của Cửu Thiên Thiên Tôn giáo như Đồng Công Cát Trạch, Ngọc Hạp Thông Thư, Hiệp Kỷ Biện Phương Thư cùng hàng loạt những tài liệu khác để việc chọn ngày tốt được đầy đủ và chính xác nhất. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chọn ra những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2021. Tháng 4 âm lịch là tháng Quý Tỵ, Nguyệt Kiến Tại Tỵ, hai tiết Lập Hạ và Tiểu Mãn. Trước Lập Hạ một ngày là Tứ Ly, sau Lập Hạ Tam Sát Tại Đông. Trên các phương Dần, Mão, Thìn, Kỵ Tu Tạo, Động Thổ. Tháng 4 âm lịch bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 dương lịch, tương ứng với ngày mùng 1 âm lịch là ngày Canh Thân. Tháng 4 âm lịch là tháng thiếu, có 29 ngày. Trong tháng 4 âm lịch có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Như thường lệ, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ loại bỏ những ngày xấu trong tháng 4 âm lịch như Ngọc Hạp Thông Thư bao gồm có 7 ngày, ngày Nguyệt Phá, ngày Tam Nương, ngày Thiên Địa Chuyển Sát, ngày Con Nước, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử và cuối cùng là ngày Dương Công Kỵ. Đây là những ngày xấu không nên sử dụng vào những công việc. Đầu tiên là ngày Nguyệt Phá, vị tháng 4 là tháng Quý Tỵ nên những ngày hội là trực xung với tháng. Vậy nên ngày Nguyệt Phá trong tháng 4 âm lịch là những ngày hội, gồm có những ngày mùng 4 Quý Hợi, 16 Ất Hợi, 28 Đinh Hợi. Thứ hai là ngày Tam Nương, ngày này chủ về bại vong, mất của, tàn cửa nát nhà nên chúng ta cần phải loại bỏ. Trong tháng 4, ngày Tam Nương có những ngày sau: mùng 3 Giáp Tý, mùng 7 Bính Dần, 13 Nhâm Thân, 18 Đinh Sửu, 22 Tân Tỵ và 27 Bính Tuất. Ngày thứ ba cần loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát, bao gồm 2 ngày Bính Ngọ, Mậu Ngọ. Trong tháng 4 âm lịch năm 2021 không có 2 ngày này. Thứ tư là ngày Con Nước. Ngày Con Nước gồm có 2 ngày, 11 Canh Ngọ, 25 Giáp Thân. Thứ năm là ngày Sát Chủ. Trong tháng 4 âm lịch, ngày Sát Chủ gồm các ngày, ngày Mão, mùng 8 Đinh Mão, 20 Kỷ Mão.
Thứ sáu Thụ tử gồm các ngày âm lịch là những ngày Tỵ, mùng 10 Kỷ Tỵ, 22 Tân Tỵ. Cuối cùng là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 4, ngày Dương Công Kỵ là ngày mùng 7 Bính Dần. Quý vị thân mến, sau khi loại bỏ tất cả những ngày xấu trong tháng 4 âm lịch, chúng ta sẽ sử dụng tài liệu Đổng Công Cát Trạch của thầy Gia Cát để phân tích và lựa chọn ra những ngày tốt trong tháng. Bây giờ, quý vị hãy cùng tôi chọn ra những ngày tốt. Đầu tiên là ngày Tỵ, Trực Kiến, mùng 10 Kỷ Tỵ, 22 Tân Tỵ. Ngày Tỵ phản tiểu hồng sa, bất lợi cho việc an táng, xuất hành, giá thú, nhập trạch, khai trương. Nếu dùng ngày này sẽ bị lạnh thối, tật bệnh, ruộng nương chẳng thu hoạch, chết ở xứ người không đem về được, tài sản bị phá tài, vì đây là ngày thọ tử, tuyệt đối không được dùng. Tiếp đến là ngày Ngọ. Ngày Ngọ trực trừ trong tháng 4 âm lịch gồm các ngày 11 Canh Ngọ, 23 Nhâm Ngọ. Ngày Ngọ có Huỳnh Sa, 11 Canh Ngọ có Nguyệt Đức, 23 Nhâm Ngọ có Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các cát tinh đồng chiếu. Nên dùng ngày này trong vòng 60 đến 120 ngày, tăng điền địa, tấn nhân khẩu, sanh con quý, tăng tài lộc là ngày đại cát. Vậy nên hai ngày này là những ngày đại cát, đại lợi cho mọi việc. Ngày Mùi trực mãn có ngày 12 Tân Mùi, 24 Quý Mùi. Ngày Mùi có Thiên Phú, Thiên Tặc. 12 Tân Mùi có Thiên Nguyệt Nhị Đức, Kỷ Mùi có Hòa Tinh là các ngày thứ cát, tốt vừa. Nên dựng cột, các đòn rông, chôn cất, nhưng kỵ động thổ và hôn nhân. Còn trong việc tu tạo, lịch nói ngày Bạch Hổ nhập trung cung nên tra cứu cẩn thận. Nếu hợp cát tinh với bổn mạng thì dùng, còn không thì thôi. Nếu có nguyên yểm, thiên tặc, đồng cung thì không dùng. 24 Quý Mùi là ngày tam nương, không nên dùng. Tiếp theo, ngày Thân. Có ngày Thân trực bình gồm ngày mùng 1 Canh Thân, 13 Nhâm Thân, 25 Nhâm Thân, bị phạm châu tước, cầu giảo, không lợi về khởi tạo, xuất hành, an táng, hôn nhân các việc vì nó chủ về quan tư, khẩu thiệt. Trẻ nhỏ và đàn bà bị tai nạn. 25 Giáp Thân và mùng 1 Canh Thân có sát tập nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên. Nếu sinh con cái cũng xấu xí, bệnh tật, cần bị tai ách nức lửa. Ngày này xấu, không được dùng. Tiếp theo, ngày Dậu trực định có các ngày mùng 2 Tân Dậu, 14 Quý Dậu, 26 Ất Dậu. Tuy có cửu thổ quỷ nhưng có thể làm cho những việc nhặt nho nhỏ vì ngày Dậu tháng 4 là ngày thứ cát. Không nên động thổ, an táng, nhập trạch, hôn nhân, tu tạo, đều tránh vì rất hung xấu. Chỉ nên làm những việc nhỏ. Tiếp đến là ngày Tuất. Trong tháng, ngày Tuất trực chấp, các ngày mùng 3 Nhâm Tuất, 15 Giáp Tuất, 27 Bính Tuất. Ngày Tuất phạm cầu giảo. 27 Bính Tuất sát nhập tập trung cung, làm việc trong ngày bị đại hung, nên chúng ta bỏ qua không dùng. Duy có ngày 15 Giáp Tuất, làm việc nho nhỏ thì tốt, vì trong 24 hướng, các hung sát tinh đều trừ trời nên có thể làm lén thì được. Nhưng các việc lớn như hôn nhân, nhập trạch, an táng, khai trương thì chẳng nên, vì chủ về tổn hại chủ nhà, bị thương tật tay chân, hao tán của cải, đại hung. Còn ngày mùng 3 Nhâm Tuất là ngày tam nương, xấu nên bỏ qua không dùng. Vậy trong những ngày Tuất, chỉ có 15 Giáp Tuất là thứ cát, làm việc nhỏ được thuận lợi. Ngày Hợi trực phá gồm các ngày mùng 4 Quý Hợi, 16 Ất Hợi, 28 Đinh Hợi. Bị phạm vãng vong, châu tước, cầu giảo, gặp nạn liên quan đến kiện thưa, tiểu nhân phá hoại, mắc lời ăn tiếng nói, hao tốn tiền của, bệnh tật. Ngày mùng 4 Quý Hợi phạm tránh tư phế, vô cùng xấu. Nói chung ngày Hợi bị nguyệt phá, tháng này nên tránh ngày Hợi thì hay hơn. Ngày Tý tháng 4 âm lịch trực nguy có các ngày mùng 5 Giáp Tý, 17 Bính Tý, 29 Mậu Tý. 17 Bính Tý và 29 Mậu Tý thì khởi tạo, hôn nhân động thổ, khai trương, rời chỗ ở, về nhà mới đều tốt. Tân nhân khẩu, thêm con cháu, tăng ruộng đất, vượng tài sản, làm lớn được lớn, làm nhỏ được nhỏ. Mùng 5 Giáp Tý là kim tự chết,
ngày ngũ hành âm kỵ rất xấu. Sát Tý này cực kỳ hung xấu, tuyệt đối nên tránh. Vậy trong những ngày Tý, có 2 ngày 17 Bình Tý và 29 Mậu Tý là 2 ngày đại cát, dùng được cho mọi việc. Ngày Sửu trực thành gồm các ngày mùng 6 Ất Sửu, 18 Đinh Sửu, được thiên hỷ, thiên thành, nhưng Phạm Châu Tước cầu rảo, nếu dùng sẽ bị quan phi kiện tụng, mắc lời ăn tiếng nói, tiểu nhân vu khống hãm hại. 18 Đinh Sửu sát nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, nếu sinh con cái cũng xấu xí, bệnh tật, còn bị tai ách nức nở. Vậy nên tốt nhất không dùng những ngày Sửu. Những ngày Dần trực thâu có những ngày mùng 7 Bính Dần, 19 Mậu Dần. Đồng với ngày Sửu trực thành ở trên là đại bất lợi. Hơn nữa ngày Bính Dần là ngày tam nương nên chúng ta loại bỏ không dùng những ngày Dần này. Tiếp theo là ngày Mão. Ngày Mão trực khai mùng 8 Đinh Mão, 20 Kỷ Mão. Trong đó 20 Kỷ Mão có Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các cát tinh đồng chiếu, các việc nhập trạch, hôn nhân, động thổ, khai trương. Nếu dùng ngày này, được mọi việc hanh thông, quý nhân tiếp dẫn, tấn tài lộc. Mùng 8 Đinh Mão thứ cát, dùng được những việc nhỏ. Tuy nhiên trong tháng 4, những ngày Mão là ngày Thọ Tử, tuy là đại cát, nhưng vẫn phải hết sức lưu ý và cẩn thận khi sử dụng. Cuối cùng là ngày Thìn. Trong tháng 4 âm lịch, ngày Thìn trực bế, bao gồm các ngày mùng 8 Mậu Thìn, 21 Canh Thìn. Ngày mùng 8 Mậu Thìn, sát tập nhập trung cung, không lợi về hôn nhân, tu tạo, an táng, khai trương. Nếu dùng thì sinh ra tai họa liên miên, tổn hại lục xúc, hao tài, tốn của. 21 Canh Thìn, tuy có nguyệt đức, nhưng lại bị nghi là thiên địa chuyển sát, không nên dùng. Như vậy, quý vị và các bạn đã vừa cùng thầy Gia Cát và kênh Phong Thủy Gia Cát phân tích những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi. Mọi người đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những video của kênh Phong Thủy Gia Cát. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.